Nếu bạn đang phân vân lựa chọn cho mình một loại rửa mặt và bạn muốn đó là một thương hiệu dược mỹ phẩm có tiếng, thì hãy tìm hiểu ngay về các loại sữa rửa mặt Neutrogena nhé, bởi những dòng sữa rửa mặt của Neutrogena đang nhận được những review rất tích cực từ cộng đồng làm đẹp. Thương hiệu Neutrogena 1.1. Đôi nét về thương hiệu Neutrogena. Neutrogena là một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da toàn thân như sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem chống nhăn và chăm sóc body. Trụ sở hãng được đặt tại Los Angeles, California, Mỹ. Những sản phẩm của Neutrogena hiện nay đã và đang được phân phối và nhượng quyền trên 70 quốc gia. Các nhà sản xuất đã hợp tác cùng với những chuyên khoa da liễu hàng đầu, từ đó tạo nên những sản phẩm được giới y khoa ủng hộ. Hiện nay, Neutrogena được khách hàng tin tưởng và sử dụng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Thành công này là nhờ sự định hướng đúng đắn của những nhà sáng lập khi quyết định để hãng đi theo con đường mỹ phẩm gắn liền với da liễu. Điều này mang đến cho khách hàng của Neutrogena sự an tâm mà không phải hãng mỹ phẩm nào cũng làm được. Các sản phẩm của hãng được phổ biến ở mọi lứa tuổi, điều này thông qua các đại sứ thương hiệu chúng ta có thể thấy được điều đó. 1.2. Đại sứ thương hiệu Neutrogena từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 12 năm 2008, ngôi sao Hollywood đình đám Jennifer Garner trở thành gương mặt quảng bá cho dòng sản phẩm chống lão kem dưỡng da của Neutrogena. Sản phẩm này nhắm tới phụ nữ ở lứa tuổi trung niên, những người thực sự cần phải quan tâm tới làn da đang dần xuất hiện các nếp nhăn và các dấu hiệu của sự lão hóa.